Cả Real và Atletico đều khởi động khá ì ạch trong chiến dịch chuẩn bị cho mùa bóng mới. Real đã để thua Bayern ở trận ra quân ICC 2019 với tỷ số 1-3, sau đó cũng chỉ chiến thắng may mắn trước Arsenal trong loạt luân lưu 11m. Trong khi đó, Atletico chưa cho thấy tín hiệu bứt phá ở mùa bóng mà họ đã thay máu đội hình rất mạnh mẽ. Họ thắng chú lùn Numancia 3-0 trước khi lên đường sang Mỹ du đấu, song đã gây thất vọng tràn trề ở trận gặp đối thủ yếu Guadalajara ở màn ra quân tại International Champions Cup 2019. Thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone bị cầm hòa 0-0 trong 90 phút chính thức, sau đó cũng chỉ vượt qua đội bóng tầm trung của Mexico sau loạt đấu súng cân não. Điều quan trọng hơn, các tân binh đắt giá của cả Real lẫn Atletico vẫn chưa thể hiện được gì. Hai gã khổng lồ thành Madrid đều kích hoạt một thương vụ bom tấn trong mùa hè này, đó là Eden Hazard bên phía Real và Joao Felix của Atletico. Tuy nhiên, hai ngôi sao có giá lần lượt 100 và 126 triệu euro này chưa làm được gì đáng kể. Hazard đá chính cả hai trận giao hữu đầu tiên của Real nhưng không ghi được bàn nào, cũng như chưa đem đến sự chuyển biến trong lối chơi của kiền kiền trắng. Trong khi đó, Felix thậm chí sớm rời sân ngay đầu trận thắng Numancia vì chấn thương, không thể ra sân ở trận mở màn International Champions Cup 2019 trước Guadalajara. Ngôi sao trẻ người Bồ Đào Nha chỉ vừa trở lại tập luyện để kịp ra sân ở thử thách lớn đầu tiên trong màu áo Atletico vào sáng mai. Bên cạnh Hazard và Felix, nhưng tân binh đắt giá khác của Real và Atletico cũng đang gây thất vọng, ít nhất chưa cho thấy họ có thể giúp đội bóng của mình mạnh mẽ hơn. Những Renan Lodi, Kieran Trippier, Mario Hermoso, Felix hay Hector Herrera bên phía Atletico mới chỉ đang chơi ở mức tròn vai, còn Luka Jovic và Ferland Mendy của Real chưa để lại dấu ấn nào. Rodrigo dù ghi bàn rút ngắn tỷ số trong trận thua Bayern 1-3, song tài năng 18 tuổi này vốn dĩ chỉ là nhân vật ngoài lề trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane. Trong khi đó, một tân binh đắt giá khác của Real là trung vệ Eder Militao lại chưa tập trung do nghỉ bù sau Copa America 2019. Có nghĩa, cả Real lẫn Atletico dù vừa trải qua một cuộc cách mạng song vẫn chưa hề cho thấy họ có thể cải thiện được sức mạnh. Chính vì vậy, trận Derby Madrid sẽ là cơ hội để Real và Atletico siết lại đội ngũ và cải thiện lối chơi, đồng thời tạo ra niềm cảm hứng cho những tân binh đắt giá của họ bùng cháy. Một trận đấu quyết liệt, không kém phần hấp dẫn sẽ diễn ra, và tất nhiên kết quả cũng sẽ rất cân bằng.